Rất nhiều khách hàng đang tìm kiếm những chiếc xe như là Capri, Atiq. Thì hôm nay em lại lên sóng cho quý vị và các bạn một cái mẫu là Camry mà thực sự là xe đẹp. Cam kết máy zin đét 100%, thân vỏ zin, keo chỉ zin, không đâm đụng, không đổ ngã, không tai nạn, và zin máy đi cực sướng cho các bạn. Và đây là mẫu xe Camry 2.4 số sàn, bản G là số sàn các bạn nhé. Và đây là một cái mẫu xe mà bên em tuyển được cho khách hàng là xe đẹp, xe chất, xe zin, và đặc biệt không đâm xô đổ ngã, và xe thì cam kết là zin 100% cho khách hàng. Đó là một cái mẫu xe mà đẹp và zin để cho khách hàng có cái sở hữu một chiếc xe là đi Tết trong thời điểm hiện tại là nền kinh tế đang đi xuống khó khăn, và cho những người có thu nhập ở cái tầm trung bình thì đây là mẫu Camry mà cái kích cửa tiền là loanh quanh nó chỉ dưới 200 triệu mà chúng ta sở hữu được Camry. Thì cái chiếc xe này mọi cái còn rất là ok, và đặc biệt con này máy zin đét các bạn nhé, thân vỏ keo chỉ zin, và con này thì rất là ok các bạn ạ. Đặc biệt cái bản này là bản 2.4 số sàn, nó trang bị là hai túi khí, động cơ là động cơ 2.4 các bạn nhé. Và đây là một cái mẫu xe mà bên em tuyển được cho khách hàng, nó chất lượng và đặc biệt là xe em cam kết là máy zin. Những cái dòng này quý vị và các bạn yên tâm, quan trọng nhất là chúng ta sở hữu Camry là nếu được cái chiếc xe máy zin, đó mới là cái điều chất lượng các bạn nhé. Xe thì đủ đồ là màn hình Android, cam hành trình, cam lùi, và đặc biệt cái chiếc này nó lại có chế độ còi, nó đang nằm ở đây cơ các bạn ạ. Đấy, em thấy lạ nhỉ, còi này ở đây mà nó có cả ở đây nữa nhỉ. Cái bản này hình như là bản xuất xuất Nam Phi hay là gì nhỉ, cái này lạ nhỉ. Đó các bạn nhé, thì Camry thì nó là bản số sàn đấy các bạn nhé. Và đặc biệt thì chiếc này nó trang bị động cơ là động cơ VVT-i, là một trong những động cơ được áp dụng triệt để cho dòng Vios đến tận bây giờ các bạn nhé, và là một cái mẫu xe mà được rất nhiều khách hàng tin yêu, và Camry vẫn là niềm mơ ước của rất nhiều khách hàng, kể cả khách hàng trẻ thì chúng ta ao ước có một chiếc Camry mới đời cao để sở hữu. Các bác có tuổi, cái thu nhập vừa phải thì các bác lại ao ước có một cái chiếc Camry nó còn zin còn đẹp ở cái độ tuổi nó còn như chiếc này. Thì đây là cái chiếc xe mà quý vị và các bạn tham khảo cho em, là cái mẫu xe gia đình mà không bao giờ chúng ta phải nói câu đó là xe gì, có dịch vụ hay không các bạn nhé. Và cái dòng Camry này thì chúng ta chỉ quan tâm là nó chạy nhiều hay chạy ít, thế mà thôi các bạn nhé, chứ Camry thì không bao giờ là có dịch vụ các bạn ạ. Đố anh em nào mà lại mua Camry đi chạy dịch vụ các bạn nhé. Đấy, em đố các bạn anh em nào luôn, bởi Camry nó là một chiếc xe dành cho các bác khó tính, chỉ thích cái đẹp đấy các bạn nhé. Thì đây là cái chiếc xe mà bên em tuyển được dành riêng cho các bác yêu xe đẹp các bạn ạ. Đấy, Camry thì con này thì bên trong là người ta đã bọc hết nội thất ghế rồi các bạn nhé, ghế người ta đã bọc lại rồi đấy, người ta đã vào ghế hết rồi đó các bạn này. Về nội thất của xe rất sang trọng, và đặc biệt thì con này máy nó là máy zin, và nó trang bị động cơ 2.4 và trang bị hai túi khí an toàn phanh ABS, và nó rất là hiện đại, có cả chế độ chỉnh sang tối đen và chỉnh cao thấp tự động. Camry nó là như vậy các bạn nhé. Và Camry là nó luôn luôn sở hữu một cái động cơ, là lúc nào nó cũng có động cơ, dạng động cơ lớn, không bao giờ động cơ bé hết các bạn nhé. Và bản số sàn là động cơ 2.4, còn số tự động nó luôn luôn trang bị động cơ là phải là 3.0 các bạn nhé. Ở mức tiêu thụ Camry số sàn này thì nó rơi vào tầm 8, 9 cho đến 10 lít trên 100 km, còn số tự động thì nó rơi vào sở hữu khoảng độ 12, 13 lít trên 100 km các bạn nhé. Con này thì các bạn đi, nếu đường đông các bạn đi tầm 9 lít cho đến 10 lít thì các bạn tha hồ đi các bạn nhé. Đấy, đèn gầm của nó trang bị nằm ở đây các bạn nhé, và nó có chế độ chỉnh tối sáng tối đèn đấy các bạn nhé. Đấy, chúng ta có được gạt tàn nằm ở vị trí này đấy, và cầu chì đấy, và toàn bộ này đã được nhúng là vân gỗ đấy, vân gỗ hết các bạn nhé. Đây, toàn bộ đây các bạn nhé, đó bản Camry nhựa rất là đẹp đấy.
nhựa các bạn này, nhựa rất là đẹp, đẹp zin đẹp cho khách hàng luôn. Và Camry thì nó được trang bị là hệ thống lưng ghế, hạ ghế là bằng chỉnh bằng tay ở đây các bạn nhé. Còn nếu mà là cái bản số tự động thì nó được chỉnh bằng điện các bạn nhé, lưng điện, hạ điện, gập điện và tiến lên cũng bằng điện các bạn nhé. Còn bản này chưa lên điện được đâu các bạn ạ. Đó, bản này bản số sàn thì nó hạn chế. Và đây thì các bạn quan sát này, với chiếc xe tổng thể nó còn khá là ok như này. Thì đây là cái chiếc xe mà bác nào mà quan tâm với chiếc này, là cái cửa tiền dưới 200 triệu các bạn nhé. Thì nó loanh quanh dưới 200 triệu, bên em bán tầm 188 triệu các bạn nhé. Đấy, con này em bên em bán 188 triệu, bác nào mà quan tâm với chiếc này. Đấy, bác nào mà quan tâm đấy là 188 triệu là giá cứng các bạn nhé, giá để cho các bạn chơi. Đó, bên em không nói sai và cũng không thể bớt nhiều cho khách hàng được các bạn nhé. Và những chiếc xe này thì bên em tuyển là cố gắng là gạn cái giá nhất để cho khách hàng chơi, thì cái giá là giá đẹp nhất và tốt nhất cho khách hàng. Đấy, con này thì sáng mọi cái thì còn rất ok đây, từ cái tắp lể của xe rồi mọi cái còn zin. Và đây các bạn nhé, đó chủ thì này đèn, có cái đèn trần, đèn cốp sáng không các bạn, đây lể của nó đây, đây sáng quắc đẹp cực kỳ đây các bạn nhé. Đây. Đấy, Camry thì nó luôn luôn sở hữu những cái đồ rất là chất lượng. Đấy các bạn này, từ tay mở, từ đồ của xe. Đấy, lốp thì dự phòng theo xe là 5 quả ra răng đúc các bạn nhé, toàn phay hết các bạn này. Đây là đặc trưng của xe nhập con này, cái sàn của nó quá đẹp các bạn ạ. Sàn nó quá đẹp luôn. Đấy, thực sự bác nào mà yêu xe đẹp ấy, thì đây là cái chiếc xe quá ok luôn. Đây, kích của nó đây, rất là ok các bạn nhé, kích nó đây. Đó là một cái chiếc xe mà khá là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, bác nào mà quan tâm chiếc này ấy, thì ok, sút được thì liên hệ em ngay để sở hữu Camry. Đó các bạn nhé. Và keo chỉ thì em cam kết là zin đét cho khách hàng. Đấy các bạn nhé, zin đét cho chúng ta luôn. Đấy, đồ nhựa, đồ nhựa rất tươi đây. Đấy các bạn này, la răng của nó là 5 quả la răng đúc các bạn nhé. Đó, zin đét cho khách hàng. Các bác làm mà thực sự yêu thích. Và keo chỉ thì zin rất là đét 100% các bạn nhé. Túi khí là 2 túi khí các bạn nhé, một túi khí đây và một túi khí bên lái. Đấy, cốp của xe đây. Và con này thì nó sim, nó có chế độ sim các bạn nhé. Đấy các bạn này, đầu nhiều tiền các bạn ạ, đầu sim đây. Đấy, 2 USB các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này nó bác nào mà quan tâm ấy, thì rất là ok này. Đấy, đồ nó zin hết, rất nhiều đồ các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe mà còn như này, khá là ok các bạn ạ. Đối trần rất là đẹp, tươi các bạn nhé. Đó, các bạn này, rất là đẹp luôn. Đấy, bác nào thực sự yêu thích cái mẫu Camry ấy, thì đây là chiếc Camry đáng để cho các bạn quan tâm các bạn ạ. Đó, bản 2 túi khí các bạn nhé, túi khí đó các bạn này, củ số đẹp, vô lăng đẹp các bạn này. Còn Camry này thì nó rất là nhiều cái khoang chứa đồ, các bạn lưu ý là nó rất nhiều khoang chứa đồ các bạn nhé. Đó, rất là nhiều khoang chứa đồ luôn. Đấy, đây rất là tối ưu cho khách hàng, từ gạt tàn ở phía trước cho người lái có châm thuốc, rồi là sạc điện thoại ở đây các bạn nhé. Đấy, rất là rộng rãi. Ở đây cốp nó đây cũng rất là rộng rãi luôn các bạn nhé. Đó các bạn này, rất ok cho khách hàng luôn. Đó các bạn này. Và bây giờ em sẽ quay đến phần máy linh hồn của một chiếc xe cho quý vị và các bạn quan sát các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta quan sát là linh hồn của một chiếc xe, là cái phần máy để chúng ta xem cái động cơ. Với chiếc Camry này thì cái phần động cơ của xe thì zin rất là đẹp các bạn ạ, rất là sáng và đẹp luôn. Mọi chiếc lăng zin xe mua về như nào vẫn nguyên, chưa dọn bất cứ cái gì các bạn nhé. Đó, vẫn chưa dọn một cái gì cả, nó nguyên đét này. Đấy các bạn này, răng đầu của xe thì quan sát này, nó nguyên bản, zin đét đẹp các bạn nhé, không hề dọn, vẫn nguyên bản hết. Thực sự đó là một cái xe đẹp để cho khách hàng yêu thích cái mẫu Camry. Và máy con này, máy zin đét, các bạn lưu ý là zin từ lắp làm cò. Đấy, keo rất lắp làm cò còn nguyên các bạn nhé, ốc còn nguyên hết này. Đó các bạn này, đấy các bạn này, và mới thay cái cao su này thôi các bạn nhé, mới thay cao su chân máy treo này thôi các bạn nhé, còn đầu zin hết ốc nó này. Đây các bạn này, đó một chiếc xe nó như này, ốc vẩy màu của bụi làm sóc đây các bạn nhé, zin đét này, máy của nó rất là tươi đây các bạn nhé, máy tươi cực kỳ luôn các bạn nhé. Đây ốc, đây ốc số rồi ốc cổ vô, nó zin đét đẹp, đẹp đây các bạn này. Ở đây các bạn này, máy đây, đó các bạn nhé, con này máy zin đét các bạn nhé, ốc dàn cò chi chạm đó các bạn này, một chiếc đẹp đây này. Đó các bạn nhé,
Bác nào mà quan tâm Camry ở phân khúc này, ở cửa tiền rất vừa phải như vậy, thì các bác liên hệ em ngay để sở hữu một chiếc Camry mà đẹp, chất lượng và riêng cho các bác yêu xe đẹp. Bác nào quan tâm tới Camry đời 2003 này mà chất lượng như này, thì các bác alo lại cho em để sở hữu xe một lần nữa. Thì em sẽ khép lại video ở đây. Xin cảm ơn toàn bộ quý vị và các bạn đã xem video ở mẫu Camry này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn.